Sau hơn 10 ngày đến chi viện hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp chống dịch Covid-19, chiều ngày 25 tháng 7 năm 2021, một nhóm gồm 20 chuyên gia, y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế đã rời Đồng Tháp để đến chi viện cho lực lượng phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm còn lại gồm 4 bác sĩ, 7 điều dưỡng và một kỹ thuật viên của đoàn tiếp tục ở lại để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong khoảng 10 ngày nữa. Với nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị đưa vào sử dụng trung tâm hồi sức 50 giường để thu dung điều trị những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, nguy kịch, khu vực phía Nam sông Tiền, kể cả từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu kịp thời của đoàn y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trong việc giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc chống dịch Covid-19 trong hơn 10 ngày qua. Qua đó, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cùng đoàn y bác sĩ Bắc Giang cứu chữa 5 ca nguy kịch tại khoa hồi sức tích cực ICU và đến nay đã có 50 bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc khỏi bệnh và xuất viện. Ông Đoàn Tấn Bửu cũng gửi lời chúc đến tiến sĩ bác sĩ Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, trưởng đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế và tất cả các thành viên trong đoàn nhiều sức khỏe. Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp sẽ giữ liên lạc với đoàn từ xa. Trong trường hợp cần thiết sẽ liên lạc để được hỗ trợ tiếp tục. Được biết, từ ngày 14 tháng 7 năm 2021, 32 thầy thuốc, y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế có nhiều kinh nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 đã đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nhiệm vụ của đoàn là kiện toàn hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, đặc biệt tại khu hồi sức tích cực và các khu điều trị bệnh nhân Covid-19 khác. Đồng thời phát hiện sớm, chính xác, kịp thời những ca bệnh có triệu chứng diễn tiến nặng để hỗ trợ điều trị, sớm lành bệnh trở về cuộc sống bình thường. Cùng với đó, đoàn còn tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để điều trị tích cực cho bệnh nhân nặng, nguy kịch, nhằm giảm tai biến, biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong và điều trị những bệnh nền liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.